Sử dụng kem chống nắng là một bước cực kỳ quan trọng trong quá trình chăm sóc da. Dilys muốn chia sẻ đến các bạn review kem chống nắng Estée Lauder. Đây chính là dòng kem chống nắng đáng để chị em chọn mặt gửi vàng, đôi nét về hãng mỹ phẩm Estée Lauder. Từ một cơ sở kinh doanh do hai vợ chồng Estée Lauder sáng lập, ngày nay Estée Lauder đã trở thành ông lớn trong nền công nghiệp mỹ phẩm. Năm 1960, thương hiệu khai trương cửa hàng quốc tế đầu tiên tại London, Estée Lauder là một trong những nhãn hiệu làm đẹp nổi tiếng thế giới đi đầu về đổi mới. Tinh tế và chất lượng vượt trội, các sản phẩm của Estée Lauder rất đa dạng gồm sản phẩm chăm sóc da, tóc, trang điểm và nước hoa. Trong hơn 65 năm qua, Estée Lauder luôn giữ đúng triết lý Every Woman Can Be Beautiful. Nhãn hiệu Estée Lauder đã phát triển từ một thương hiệu mỹ phẩm thành một tập đoàn với 27 nhãn hiệu nổi tiếng khác nhau như Smashbox, Cold Clinic. Các sản phẩm của Estée Lauder được phân phối trên hơn 150 quốc gia trải dài toàn thế giới. Với những thông tin trên, có thể thấy Estée Lauder là một thương hiệu mỹ phẩm an toàn, chất lượng và đặc biệt uy tín. Hiện tại, mỹ phẩm Estée Lauder được rất nhiều tín đồ skincare tin dùng. Review kem chống nắng Estée Lauder chi tiết. Thiết kế kem chống nắng Estée Lauder. Kem chống nắng Estée Lauder có thiết kế dạng tuýp chắc chắn, dễ dàng bảo quản cũng như sử dụng, với gam màu trắng chủ đạo, trên thân ghi tên sản phẩm và chỉ số chống nắng. Mặt sau ghi thành phần sản phẩm, chiếc nắp bạc chính là điểm nhấn tinh tế, làm toát lên thần thái thanh lịch, sang trọng của sản phẩm. Chất kem dạng gel màu trắng trong suốt rất mượt, khi tán lên da vô cùng dễ dàng và thấm rất nhanh. Thành phần có trong kem chống nắng Estée Lauder. Kem chống nắng Estée Lauder được tăng cường chất chống oxy hóa mạnh mẽ hơn nhưng vẫn dịu nhẹ và nâng niu làn da. Chất gel trong suốt lướt trên bề mặt da rất nhẹ và thấm nhanh chính là nhờ các thành phần tự nhiên có nguồn gốc thực vật. Chiết xuất dương xỉ biển, mật đường, cam thảo giúp ức chế việc sản xuất melanin cũng như phá vỡ các liên kết hắc tố tích tụ dưới bề mặt da. Xóa tan đốm nâu, làm trắng sáng rõ rệt vùng da xỉn màu, làm đều màu da. Chiết xuất hoàng cầm, trung hòa ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường và tia UV lên da giúp da luôn khỏe mạnh. Các thành phần chống oxy hóa mạnh mẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa da. Thành phần có nguồn gốc thực vật tự nhiên được các chuyên gia Estée Lauder sản xuất dựa trên nghiên cứu chu kỳ bảo vệ và phục hồi của da. Do đó, sản phẩm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho da, không gây kích ứng. Cách sử dụng kem chống nắng Estée Lauder để đạt hiệu quả tối ưu. Bước 1. Xác định lượng kem chống nắng vừa đủ. Lượng kem vừa đủ để sử dụng cho mặt là bằng một trái dâu hoặc một đồng xu. Đừng ngần ngại tiết kiệm kem để đảm bảo lượng kem chống nắng bảo vệ da tốt nhé mọi người. Bước 2. Cho kem chống nắng ra ngón tay, chấm đều lên các vùng da trán, mũi, cằm, hai bên má. Bôi kem chống nắng trước 30 phút khi đi ra ngoài, bôi đều và không quên bôi ở những vị trí xung quanh mắt. Môi, cổ, dùng tay thoa nhẹ tán đều khắp mặt, sau đó vỗ nhẹ. Bước 3, sau 2 giờ phải bôi lại kem chống nắng. Bạn nên chọn loại kem chống thấm nước nếu có ý định đi bơi hoặc hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên, khi ra ngoài trời nắng, đặc biệt là mùa hè, các bạn cũng nên trang bị cho mình những vật dụng chống nắng khác nhé. Kính râm, nón rộng vành, áo khoác là những sản phẩm các bạn nên mang theo, đừng tuyệt đối ỷ lại vào kem chống nắng nhé. Kem chống nắng Estée Lauder có tốt không? Ưu điểm, thăng chỉ số chống nắng cao với chỉ số SPF 50 và PA, giúp ngăn chặn các tia cực tím làm tổn thương da. Kem chống nắng Estée Lauder hoàn thành tốt nhiệm vụ chống nắng. Sử dụng em ấy không hề cảm thấy da bị bắt nắng, sạm đen, thăng làm sáng da, nuôi dưỡng làn da. Điều đầu tiên mà mình quyết định đầu tư vào em này chính là mục tiêu vừa muốn chống nắng vừa muốn dưỡng trắng da. Nhược điểm, thăng giá thành rất cao, sản phẩm có giá 1.500.000 đồng, tuýp 30ml, huhu, mình chưa bao giờ có loại kem chống nắng nào đắt như này cả. Phải nói là giá em ấy bỏ xa những dòng kem chống nắng khác trên thị trường. Với các bạn học sinh, sinh viên muốn trải nghiệm sản phẩm quả là hơi mạo hiểm, mình mua em này cũng đắn đo lắm. Nhưng vẫn bấm bụng đầu tư vì mình muốn tìm một dòng kem chống nắng dưỡng trắng uy tín. Tuy nhiên, một tin vui là em ấy dùng cũng lâu hết lắm, không hao như nhiều kem chống nắng khác. Nên coi như an ủi phần nào cảm nhận sau khi sử dụng kem chống nắng Estée Lauder. Ấn tượng đầu tiên với em này chính là ngoại hình rất tinh tế và sang trọng. Dù không nhiều màu sắc bắt mắt nhưng trông em ấy toát lên một sự kiêu sa tinh tế, khi apply lên da phải nói là rất sướng luôn. Chất gel mát mà mượt như nhung vậy, tán kem đến đâu là trơn láng đến đó, chất gel còn thấm vô cùng nhanh. Không những đảm nhiệm vai trò chống nắng hiệu quả mà chị em có thể sử dụng em ấy để làm kem lót giúp lớp trang điểm được mịn hơn nữa.
Mình thích nhất là công dụng dưỡng trắng của kem chống nắng Estée Lauder sau hơn một tháng sử dụng. Mình thấy da mịn màng và sáng hơn chút xíu. Mình nghĩ nếu kiên trì dùng một thời gian dài thì da mặt sẽ cải thiện nhiều lên nữa. Link mua sản phẩm kem chống nắng Estée Lauder mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.